Xin chào bà con và các bạn nông dân. Hôm nay kênh chăn nuôi Bà Rịa review cho bà con xem cái cách mà mình đang chế cái đầu hơ mỏ. Thì thật sự rất là rẻ tiền. Thì bà con đây nè, đó là bà con thấy chưa? Ở đây là bắt đầu nó đỏ lên, thì mình sẽ giảm ra để cho bà con xem. Đây là cái nguồn tận dụng mà rẻ tiền nhất. Tại vì nói chung là thật sự thì khi mà mua cái máy này nó hơn triệu lận thì nó rất là đắt đỏ, thì mình không có điều kiện nên mình thiết kế ra chỉ cái bình ga này chỉ cần 10.000 thì bà con sẽ sử dụng được cả ngàn gệt dịch không hết bình ga đó. Thì bà con rất là đơn giản, những cái gì mà tận dụng những cái sắt, rồi bà con thấy cái lon, cái ca, cái gô gì đó thì bà con hàng lên thì bà con sẽ làm được cái đầu hơ mỏ. Đối với con vịt sim thì thưa với bà con là thật sự hơ mỏ là phương pháp tốt nhất, không còn cách nào tốt hơn nữa, mà cũng không có loại thuốc nào thưa bà con. Chứ nhiều khi bà con cứ nghe là thuốc này thuốc kia thì thật sự không có loại thuốc nào cả, chỉ phương pháp hiệu quả nhất là hơ mỏ. Thì hôm nay thì mình sẽ hơi chính thức hơ mỏ cho con vịt thì cho bà con xem để bà con nắm được cái cơ bản. Thì khi bà con hơ mỏ con vịt này thì bà con nên hơ lố lố tay một chút xíu, còn khi mà đến sức bán thì nó sẽ trở lại bình thường, thì bà con cũng nên yên tâm. Chứ để bà con mà hơ mà chưa đủ tầm á, thì mai mốt nó sẽ cũng còn cắn nhau gây gắt lắm. Riêng cái con vịt này cái tầm khoảng nó cắn nhau là khoảng 23 ngày đến 25 ngày. Trong thời gian này đặc biệt là sẽ cắn nhau, cắn đến sức phô câu luôn thưa bà con. Thì bà con phải theo dõi để hơ mỏ. Thì mình sẽ bắt đầu hơ cho bà con xem để cách hơ mỏ như thế này. Thì tất nhiên là khi mà hơ xong thì bà con nên cho nó hỗ trợ nó glucocase để kích thích ăn, nó sẽ bỏ ăn một bữa đó, một buổi ê mỏ. Thì bà con cũng nên lưu ý để chăm sóc cho nó bằng gluco hay là những chất điện giải, thuốc bổ gì hỗ trợ nó. Thì mình bắt đầu mình sẽ hơ mỏ cùng cho bà con xem. Không thấy đâu chuyện luật đâu. Đây đó, quay trực tiếp vô đây. Đây là con. Đây, em lên trên TV. Đó, quay trực tiếp vô đây. Đó thì bà con thấy không? Đó thì tất nhiên là khi nó hơ nó thế vậy thì bà con sẽ kẹp mỏ con vịt ra. Nói chung là khi mỏ con vịt thì bà con sẽ hơ. Đó thì bà test ra như thế này thì bà con sẽ hơ, nó sẽ không bầu vào mỏ phạm mỏ dưới. Thì bà con cầm con vịt lên cho nó cứng chắc vào để nó quậy. Đó. 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 Thì bà con thấy không? Nó sẽ hết. Thì bà con cứ hơ đi, không có sao đâu, nó không có chết chóc gì hết á. Đó. Thì bà con thấy khi cái mỏ nó như thế này thì bà con kẹp móng tay như thế này thì bà con sẽ hơ được con mỏ vịt như thế này, rồi nó sẽ bỏ ăn, nó sẽ đau. Thì chỉ có một bữa là một buổi hơn buổi gì là nó sẽ ăn lại thôi. Bà con nên yên tâm. Nhưng đây là biện pháp hữu hiệu nhất bà con cần phải làm. Nếu mà bà con không làm nó cắn nguyên cái vàng lông nát hết máu me tùm lum. Thì mình biết trước nó sẽ rơi vào khoảng 23 ngày đến 25 ngày. Thì nó sẽ cắn nhau. Chứ bà con cũng đừng nên nghe những cái gì mà thuốc này thuốc nọ, thật sự không có thuốc nào thưa bà con. Nó những cái mật độ nè. Mật độ dày. Đó, thiếu ăn. Thì nói chung rất là nhiều vấn đề nó xảy ra cắn nhau chứ không phải là đau mỏ. Dạ này lâu không chích à. Đó, thì bà con cũng nên mạnh dạn tay làm, đó là những cái gì mà bà con chủ động. Thì đối với cái biện pháp này bà con làm chỉ cần một chai ga 90.000 là bà con sẽ làm được rồi. Bà con không có sắt, bà con hàng thì bà con lấy cây bà con đóng lại. Thấy cái này là bị ám ảnh rồi ha.
Thì mình làm tới đâu thì mình chia sẻ cho bà con, review cho bà con xem những cái cách mình thường hay làm. Thì mình cũng thử rất là nhiều cách, nhưng chỉ có cách này là hiệu quả nhất, mà rẻ tiền nhất, mà đơn giản, bà con ai cũng có thể làm được. Bà con hơi như thế này thì nó không bao giờ nó bị chín dính lưỡi, hoặc là nó xuống cái mỏ dưới. Thì mình làm tới đâu thì mình review cho bà con xem, để bà con có thể áp dụng và tham khảo. Thì cũng có thể đúng cho một vài người, thì cũng có thể sai. Thì có người, thì có những anh chị thì nó không cần hơ mỏ. Thì ai làm như thế nào, cái quan trọng cái kết quả cuối cùng mà bà con nông dân chúng ta đạt được là gì. Đó, thì bà con thấy không? Còn vấn đề thuốc thì bà con cũng cần phải tham khảo xem các anh chị, các trang trại, và đúc kết cho mình những cái loại thuốc cần thiết, mà thuốc trị con gì, dịch bệnh ra sao thì bà con cũng phải cần lưu ý. Bởi vì nói thưa với bà con thật sự như thế này, riêng cái con dịch mà không có thuốc thì mình nói với bà con thật sự thì khó mà sống sót, mà giữ được con thật tốt. Thuốc thì hỗ trợ, mà bà con phải biết nó thuốc gì, nếu mà xài sai thuốc cũng rất là nguy hiểm. Tại vì riêng con dịch thì 3-4-5 ngày thì rất là nhanh, mà khi mà phát hiện không kịp, bà con không xử lý thì nó sẽ hao đồ con. Bà con thấy không? Bà con nên hơ lố gì nè. Thì lần sau thì tới khi mà xuất bán á, thì nó cũng vừa nhóm tới bình thường trở lại, bà con cũng yên tâm. Đây là chiếc máy rẻ nhất đó bà con. Còn những chiếc máy kia thì nó phải rơi vào 1 triệu ngoài. Còn mà chiếc máy, còn một loại máy nữa, đó là chiếc máy hơ ống nhiệt, nhưng mà máy nào thì cũng sử dụng điện, còn chiếc máy này không có sử dụng điện bà con, sử dụng ga. Để cho nó ăn miếng nè, ra uống nước ơi mỏ không nội luôn. Thì đây là cái thưa với bà con hôm nay, cái tiêu đề này thì mình nói với bà con là hướng dẫn cho bà con tự chế chiếc máy hơ mỏ và phương pháp hơ mỏ hiệu quả nhất khi đàn vịt không bao giờ cắn mổ lông nhau nữa. Thì mình chia sẻ với bà con đến đây. Thì một lần nữa, kênh Chăn Nuôi Bà Rịa xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui mỗi ngày, và gặt hái nhiều thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Thì mình để tranh thủ hơ mỏ cho các em nó để chiều tối. Thì bye bye con, hẹn bà con vào clip sau. Chúc bà con chăn nuôi thành công.